Em Thảo hôm nay sẽ gửi tới các bác một cái dòng đèn sáng như pha đèn ô tô luôn. Và với cái đèn này thì hôm nay được các bác rất chỉ là yêu thích, em về số lượng nhiều. Đèn thì hôm nay em sẽ có 3 loại, như chủ yếu sẽ giới thiệu tới các bác một cái mẫu đèn mà đang được các bác sưu tầm làm vườn, trông ao hồ hoặc là đi rừng. Đây là cái mẫu to nhất này, ui chói hết cả mắt em luôn. Đây các bác nhìn nhá, với cái ánh pha của nó là cực đỉnh luôn, chấp tất cả các loại mọi ánh sáng. Cái to nhá, cái nhỡ bật hết lên đi anh ơi. Đấy, và tẹo đem sẽ đi ra đồng dọi cho các bác nhà mình xem với tầm nhìn tầm độ 150m led căng luôn. Đấy là kích thước nhỡ nhá, và kích thước nhỏ nhất đi anh ơi. Kích thước nhỏ nhất thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác lắp. Anh phải tắt một cái đi, không nhìn thấy gì luôn, sáng quá. Cái này nó còn có chế độ nhấp nháy báo hiệu nữa các bác ạ. Rồi ok, bây giờ hướng dẫn các bác cái cách lắp nhá. Cách lắp thì đây là cây đèn nhỏ nhất này các bác này. Đấy, bộ này sẽ có 3 loại để cho các bác nhà mình lựa chọn. Nhỏ thì cái chiều dài của nó cũng được là 20cm đấy. Đấy, và nó sẽ có một cái đèn hậu khi mất điện, các bác anh em rất là cần dùng. Đấy, và cách lắp chân nhá, đèn nào thì cũng có chân. Nó tiện ích đến mức độ là khi các bác, các anh mà đi ra đồng, đi lấy lấm ấy. Đây là cái này thì riêng cái nhỏ nhất thì lại có cái đèn báo, có nghĩa là đèn mất điện các bác anh sử dụng đấy ạ. Đấy, nếu như các em học bài rất chi là cần. Nhà em còn có cả đèn bão và đèn đội đầu nhá. Đèn bão thì là một cái dòng đèn mà 100% các bác muốn dùng cái đèn tích điện, mất điện, có quạt mát sử dụng được, bác sử dụng cái đèn bão. Còn đây là đèn dọi, đèn trông ao, trông hồ. Đấy, đèn trông vườn, và gia đình nào cũng cần phải có một cái đèn. Đây là cái lắp chân nhá. Cái lắp chân rất chi là hay khi các bác, các anh mà để lấy lấm này, hoặc là đi làm một cái việc gì đó mình cần một cái mức độ đứng chính xác nhất để mình làm việc, thì nó sẽ như thế này nhá. Bấm lên. Đấy, cái nhỏ nhất nhẹ lắm các bác ạ, dùng cực kỳ là thích. Bây giờ em sẽ bấm cái đèn đội đầu, sau đó em sẽ đi ra đồng dọi về 3 cái mẫu đèn này cho các bác nhà mình được xem. Đấy, đèn này đèn đội đầu dành cho các bác nhà mình xoay ếch, xoay cua nhá. Với cái ánh sáng của nó thì cực đỉnh luôn. Đấy, cái này thì rất nhiều video em test thử rồi. Đèn này đèn Thái nhập khẩu luôn các bác nhá. Thì với một đèn Thái này thì một tẹo em sẽ dọi cho các bác xem. Đeo lên đầu luôn đi anh ơi. Để đi. Tắt đi nhá, ra đồng mới tiếc thôi. Bây giờ đầu tiên là test với cái ba cái bộ đèn được các bác anh đặt nhiều nhất này, có chân này. Tẹo em sẽ đặt xuống đất để em dọi cho các bác anh nhìn mình xem. Đấy, sẽ mang cả ba luôn nhá. Em cầm cái nhỡ này. Đấy, và đèn bão, giới thiệu tới các bác đèn bão luôn, xong rồi xách luôn đèn bão đi. Kéo ra. Cái đèn bão này hay lắm nha các bác anh nhá. Kéo ánh sáng ra. Giá có 180.000 thôi. Các bác có thể sử dụng là khi mất điện này, nó sẽ sạc pin bằng năng lượng mặt trời nhá. Có một cái quạt mát, nếu như đêm mà mất điện cho các em ấy thì các bác sẽ sử dụng để bật quạt. Đi. Bây giờ em sẽ đi nhá. Anh đi trước đi. Đấy. Và với cái ánh đèn này thì em tin chắc là các bác sẽ ưng ý, bởi vì cơ sở em là một đại lý uy tín về tất cả các dụng cụ đồ nghề. Và với dòng đèn này thì em cũng thấy là không thể thiếu được đối với các bác. Em đi ra đồng nhé các bác anh nhé. Ngoài này tối lắm đấy, tối om luôn. Tay anh đang cầm cái đèn gì mà sáng sáng trong đấy? Đèn đấy đèn đội đầu phải không? Đèn đấy là đèn xoay ếch xoay cua đấy các bác ạ. À, bây giờ em sẽ đứng ở đây nhá. Nhà em ở bên trong này, đây là khu này, là mai sau là khu khu gì em quên mất rồi nhỉ? Khu đô thị. Nhà em sẽ có khu đô thị ở ngay bên cạnh, có cả hồ bơi đấy. Đây là cái ánh sáng của cái đèn xoay ếch. Ánh sáng của đèn xoay ếch xoay cua này. Đấy. Đâu? Ui. Tầm cái tầm nhìn xa này là tầm 150m đấy các bác ạ. Biển Vinaphone nhá. Đấy, anh đưa cái đèn này lên đây em xem nào. Anh đưa cái đèn này lên đây. Đây là cái đèn Thái đội đầu nhá các bác nhá. Nhà các bác mà trông ao đây, các bác mà xoay ếch xoay cua này, tầm này rõ một một luôn. Đấy, và cái đèn Thái này thì em đang đưa tới các bác anh là 250.000. Có dây đội đầu, có sạc, có tất cả đi theo. Nhìn cái ánh sáng của nó luôn. Cái ánh sáng này sẽ có ánh led vàng và ánh led trắng nhá. Và đây là led trắng, được các bác rất chỉ lựa chuộng. Nhìn cả chân rễ ngọn cỏ luôn. Đấy, với cái ánh sáng của nó các bác nhìn khủng không? Tất cả những cái dụng cụ này em sẽ đưa tới các bác những cái dòng chất lượng nhất nhá. Đấy, bây giờ em sẽ test những cái mẫu đèn kia. Các bác nhìn những cái cột xa tầm 200m này. Các bác nhìn cái ánh sáng của nó khủng không? Đấy. Và tiếp tục tắt cái mẫu đèn này đi. Em tắt luôn hết nhá. Đèn bão em cũng tắt luôn nhá. Đèn bão này là đèn lý tưởng nhất này. Tẹo là về em lại chi tiết tiếp. Vì đèn bão này thì ấy, trời đã quá tối rồi. Và bây giờ thì em sẽ test thử về cái ánh sáng của cái đèn. Các bác thấy thế nào?
đây là đây là khu đô thị ở đằng xa em, cách đây tầm độ 1 cây số đấy các bác ạ, 1 cây số đấy, cái đằng đấy. Còn em sẽ bấm vào cái biển Vinaphone tầm 150m đi. Em sẽ bấm về cái ánh sáng là 150m của cái biển Vinaphone đấy nhá. Chắc chắn là nếu như mắt mà các bác mà các bác lớn tuổi thì không nhìn rõ, thì khi bấm cái đèn này thì các bác cũng nhìn lét luôn đấy. Với cái ánh sáng của nó thì thật sự là vô địch luôn. Ánh đèn pha ô tô mà dọi vào thì cũng không thể chiếu địch thủ được với cái đèn này. Em sẽ có 3 cái trước nhá. Bác nào đang muốn biết giá một chút được về em sẽ báo giá. Anh sẽ bấm vào những cái bốt vừa lấy đi. Đấy, anh sẽ đưa chậm từng một lượt này. Các bác nhìn này, tầm kia cái cột kia là phải 1 cây số đấy các bác nhá, chứ không phải là ít đâu. Đây là cái bốt này. Đấy, và với cái ánh sáng soi sang bên cái đảo bên này đi anh nhá. Đây, các bác nhìn này, đưa đi đường nào là nó sẽ lét căng đường đấy luôn. Nhìn thấy cả ngọn cây đây, cái ngôi nhà kìa. Các bác anh nhìn tầm gần chỗ này thì xếp chắc là tầm chỉ tầm độ 200m thôi. Dạ anh nhỉ? Phải tầm chỗ này chỉ tầm độ 200m. Phải 300m đấy, chứ không ít đâu nhá. Đấy, quay cho các bác cho mình xem với cái ánh đèn này. Và đây là cái đèn đường khủng, cái đèn khủng nhất à? Đèn khủng nhất. Có chân nhá. Ôi rồi, nói thật là em vẫn đang kẹp cái đèn nhỏ ở bên tay để em bấm cho các bác cho mình xem cái đèn này. Các bác nhìn, bấm vào chân cái đèn này đi. Đây nhá, có chân. Đấy, và em sẽ để nó đứng xuống dưới đường đi. Anh đặt nó đứng dưới đường. Em đặt nó đứng như này nhá. Cái này thì nó sẽ chỉnh theo mức độ các bác, có nhu cầu mức độ các bác sử dụng. Thế này nó vẫn lên trời rồi. Bấm lên trời, ui. Thôi, nói chung là các bác biết nó có chân đứng nên là ok rồi. Đấy, và đây là cái kích thước lớn nhất nha các bác nhá. Thì chi tiết đây các bác này, đây là kích thước lớn nhất. Thì đối với các bác mà đang quan tâm tới cái mẫu lớn nhất dòng siêu nhẹ này, đây là phần sạc pin này, là em đang đưa tới các bác, giá sẽ là 350.000. Đấy, đợt trước đó là 400 đấy, và đơn vị em nhập loại là 1 này, gửi cho các bác là 350.000. Anh sẽ bấm cái thứ hai đi anh ơi. Bấm cái thứ hai đi cho các bác nhà mình xem cái độ led. Đây nhá, em đã tắt cái số 1 đấy đi. Cái số 1 là cái lớn nhất đấy các bác ạ. Thì các bác có cái lớn như cái nhỏ nhá. Đây là cái ánh sáng của cái thứ hai này. Phải gọi là led quá trong luôn. Thì nó vẫn là cùng một dòng đèn thôi các bác ạ, những kích thước là nhỡ hoặc là kích thước to. Đây, các bác nhìn nhá, như tay đây là cái nhỡ này. Tất cả đều led căng, led trong luôn các bác các anh ạ. Đấy, và cái nhỡ này. Rồi ok, test cái nhỏ đi. Sau đó là đi về để các bác thì mình xem chi tiết một lần nữa. Cái nhỏ nhất nhá, xem cái ánh sáng cái nhỏ nhất xem sao. Đây là cái ánh sáng nhỏ nhất này. Ánh sáng nhỏ nhất thì nó với cái mức độ ánh sáng, cái vòm của nó nhỏ hơn, anh đưa lần lượt đi. Nói chung là cái ánh sáng của nó quá tuyệt vời. Nó chỉ là cái ánh sáng của nó nhỏ hơn thôi. Và tất cả cái đèn này thì có chế độ báo hiệu nha các bác nhá. Chế độ nhấp nháy báo hiệu này, cho các bác nhìn mình xem nhé. Đây là cái chế độ báo hiệu này. Nếu như mà có một cái việc gì trong công việc các bác mà trông ao, trong hồ ấy, mà có một vấn đề có trộm hay là có một cái gì cần báo động, thì cái đèn này sẽ là cái ánh sáng báo động tuyệt vời nhất đấy nhá. Đấy, quay cho các bác nhìn mình xem như này. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ đi về để cho các bác thì mình xem chi tiết về mẫu đèn này. Quá đỉnh luôn. Kéo cái đèn bão này lên để đi về cho nó sáng. Cái đèn bão này nó có một cái quạt nha các bác nhé. Đấy, các bác thấy ánh sáng của nó có khủng không? Thật sự là em thấy rất chi là ưng ý và được nhiều những cái phản hồi hay của các bác. Thì em sẽ luôn đưa tới các bác những cái dụng cụ tốt nhất. Cái đèn này nếu như nhà mà mất điện nha, mà trời nắng, các bác ra ngoài trời nắng để sạc, các bác mang ra trời nắng để sạc cho nó thu hút ánh nắng mặt trời đấy ạ, năng lượng. Đấy thì các bác không cần phải sạc pin nhé. Và nó có cả chế độ là sạc bằng 3 quả pin con thỏ. Và nó có cả một cái dây sạc kèm theo. Và có chế độ là năng lượng mặt trời. Đấy, và giá của nó thì chỉ có 180.000. Các bác sử dụng phải nói là hết năm này qua năm khác luôn nhé. Rất chi là hay. Ôi trời, có những lần em bấm cái đèn này để qua cả đêm mà vẫn sáng luôn các bác ạ. Các bác thấy cái ánh dọi của nó có kinh khủng không? Cái này mà dọi vào mắt kẻ trộm thì chắc là cũng không ai, không tên trộm nào có thể chạy được với cái ánh sáng của cái đèn này. Đấy, và những mẫu này thì em đang gửi vào miễn phí ship trên toàn quốc. Đấy, và đơn hàng này đơn hàng em giao xỉ nhé. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu về thì anh cứ bật lên đi anh ơi. Bác nào mà đang có cứ bật điện lên đi. Anh là đang có nhu cầu về những cái mẫu đèn pin chất lượng này nhá. Liên hệ trực tiếp từ đơn vị em và nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh là nút đỏ ngay cạnh góc màn hình
Đây em sẽ đưa tới các bác bộ đèn chất lượng nhất. Hôm nay thì sẽ đưa tới các bác 5 loại đấy ạ. Nhỏ nhất đây, nhỏ nhất đây, đấy, lớn nhất đây, lớn nhất đây, và nhỡ đây. À, lớn nhất đây là 350.000, loại này là 300, còn loại này là 200. Đấy, đèn Thái này là 250 trong vườn. Sẽ có dây và sẽ có cục sạc đi theo đây nhá, phụ tùng của nó đây. Đấy, và tất cả đèn thì đều đi theo dây sạc cho các bác nhá. À, đèn bão đây, 180.000. Bật cái quạt mát lên cho các bác xem nốt cái rồi kết thúc video. Mỗi bác quan tâm tới dụng cụ hay đồ sưu tầm đẹp, nhớ cho em xin một like nhé, một chuông và một lượt đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác. Mát lắm các bác ạ. Mát thực sự luôn đấy. 180.000 miễn phí ship tới tận nhà. Mất điện rất chi là cần. Đấy, sạc pin ở đây các bác nhá. Các bác cho pin, nắp pin đây. Đấy, một pin con thỏ nắp đây. Rất cảm ơn các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ tới đơn vị em. Nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh các bạn nhé, để em sẽ đưa tới các bác những cái dụng cụ chất lượng nhất. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.